Masa jeme jero paru jem, manje menga nange ngonye, susur re ju ju wa, tu sum jewe yung la cha cha. Yagra jeto bako wa te pancha para menda shita ya pe, jeto jemde nama shiro je paru to jemba ya ya. Shiro je paru to jemba la cha cha lon di jeta jeto pa te, jena jemde de jebe kaab, jago pomba ra la cha lon je jende jemba da, jeju sembe jende. Tab jitu juzu te se chunde da soma na wa shi jewe chu je na dan ji tingi zi la nyam prashu su yaan te se chanchu samba samba chamba papa chere se wanchu shira je paru du chamba soma juba nila namba ta shi pa munga mo te ta la ya ra shi ju tumba yaan ta pa jisu ta wa te ne sanji jitu se dan ta ma shiri bu chanchu samba samba chamba papa chere se wanchu la te ke che me su riki punga riki punga ka la la shiro je paru du Sheripo, the Dutch, the gentleman in the senior member, Manja, Bamanga, Batamama, Batama, Dataoma, Batoma, Bakaoma, Bawa, Sheripo, Tetrawana, Tomany, and the Sumer, Swam, and Dushim, and Dushim, and Dushim, and Nambashi, and Mimenaum, and Amishim, and Lumayimasumetam. The mirror marriage mature and the media come and manage, you come a year number ship, Kanjabatoyam and the Mariba, Mariba Sabam, and Gajim and Gajis, Batoyam and the Tishin to Tungo, the Kujon, the Kopatana, Mishima Toba Mamatova, and the Sheripo, the one I just someone at Toba, maybe Sheroji Paratija Batella, the Jenna, the Senate, the Major Tabaman, the Chinjolo Nation, the Den and Young Island, the Vataraj. Tatamental Hama in the Disajibiji, Randi Chumde, the Jesum Balongo Bato, Tayata, Omangateka, the Paranga, the Purasanga, the Bode, so what, Tata, Omangateka, the Paranga, the Purasanga, the Bode, so what, Tata, Mgateka, the Paranga, the Purasanga, the Bode, Tata, Mgateka, the Paranga, the Purasanga, the Bode, so what, Tata, Omangateka, the Paranga, the Purasanga, the Bode. Umgateka the Paranga the Purasanga the Bode, so one, Malamala Chaz, Los Angela Chaz, Lucilla Chaz, Logindula Chaz, Logindamasheraja Parajamala Chaz, Lotaji, the Besset of Jujitangula, Omachi, Jamasheraja Parajamatosome, Yelasi, Second of Jamala, then the Tijinus of Medivich Hot. Cherto Batisha to Taji, Jamasheraja Parajamatosome, Yelasi, Second of Jamala, then the Tijinus of Medivich Hot, Jisheran, over Juj, member Jujishua, Jujur of the Shiva, Juj, Kanjitinja, Dawajan, Government, Bajama, Bachama, Batama, Bahuama. Shijitsu de languja ze, teme was a tuji jingo to a matashi jingo bachi dawa, tajisaba kunji chuji jen, yamen de kunjen jengu chate, tasso sinji tanji chulo chusu to watching yell of the search, chalando watching yell of the search. Lan trubas of watching yell of the search, truba issues of watching yell of the search, nijita pandalama solitives with your chijisija had a lama solitives with your honors of pandalama solitives with your top of that watching yell of the search, which is shed watching yell. Okay. Good morning.
So we are going through this book called Engaging by Stage in the Teaching of the Buddha. Stage of the Buddha's teaching. I don't know how to say this. No, never mind. Last Tuesday, we talked about first sentence from the root text. As I said, where is that? Is said, the faithful person, faithful person of the awakening karma lord. So, what is the faithful and what is the awakening karma lord? So, faithful means somebody who have a trust and interest in the Buddha's teachings. Basically, there's a three type of faith we talk. You know, vivid faith, eager faith, trusting faith. So. Vivid faith is basically seeing the quality of a sudden, whatever you want to see, see the quality, that is called the vivid faith. So here we have to see the, Buddha, Dharma, three jewels, Buddha, Dharma, Sangha, and the Guru, deities, their qualities. Why, especially Buddha, we have to see that qualities. If you don't see the quality, then you not build the interest on that, you know? And when you don't have an interest in, also you're not going to trust on them. So this eager faith and trusting faith is come if you have a vivid faith. So that way, sometimes people just thinking, some kind of like a belief or something. But here, more faith is more like, try to see the true quality, So then we can have. So once we have that authentic quality, faith or devotion based on the seeing the quality, that faith never lose. Once you saw the quality, even some incident happened, you're not going to lose the faith. Like, for example, if you know that person really well, and that person is a trustworthy, that person is really reliable, then even that person sometimes may do certain things that make you unhappy. Yeah, even that person make you unhappy because of his and her sudden behavior, but still you're not going to lose the faith on that person. Make sense? Yeah. Because you know the person's quality. If you don't know the person's quality and rely on the sudden appearance or something, then one day when you saw that their quality, you will lose the faith. Make sense? Mm-hmm. So that way, I think vivid faith is important. You have to know that what is the Buddha, what is enlightened, what it enlightened mean, So then we will get to this vivid faith. Then we get the eager mean that you want to reach to that, and the trusting. So this kind of a faith is not come easily, basically. This kind of a faith need a great quality, great merit. Have to have someone who have done so many accumulation of merit in the past, that way they can have that kind of a faith easily. So that is what is mean the karmic lot. Karmic lot mean the your awakening of your habitual tendency of your karma, past life's karma. That one. So these two have to come together. So that way, is it having faith? Forget about the even faith. Aryadeva said, even having doubt need great merit. Person lack of a merit, even not going to have a doubt. So having faith, no question. So that reason, this first chapter is talking about the faith.
what call the faithful person of the awakening coming Lord. So that is what is faithful mean. So when you have that faithful, then no matter what incident happen, you know, you're not going to lose the faith. You know, attachment cannot make you lose faith. Aversion cannot make you lose faith. Anger cannot make lose your faith. Fear cannot make you lose faith. Yeah. So that is how lots of time people losing faith because the sudden incident. Lots of people having that. You know, they losing faith through the Dharma, they losing faith through the three jewels. You can lose the faith through the person, but it doesn't mean the so I think a problem is lots of Western, especially problem is they cannot separate the Dharma and the person. Yes. That is a big problem. Because of you think that person is the Dharma, then you put totally faith on the person. Make sense? You're not putting faith on the Dharma. That way, one day you have an incident with that person, then you lose your faith through the Dharma. So that way, Buddha said, actually, don't rely to the person, rely to the Dharma. So person can change, you know, that person may die, that maybe that's aging, that person maybe any kind of things happen, you know, we are impermanent. So person can happen anything. If you put totally faith on the one person or some things, then you lose your actually, you know, faith when you have an incident. So the reason is you don't have a really vivid faith to the three jewels. Make sense? So that reason is a knowing of the quality. I think this is important. Dạ, trước tiên thầy gửi lời chào đến tất cả quý vị. Và ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục với các bước hoặc là cái trình tự để thâm nhập vào những cái giáo huấn của Đức Phật, của chư Phật. Thì vào cái thứ ba tuần vừa rồi thì chúng ta cũng đã nói về cái khía cạnh đầu tiên ở trong cái bản luận, ở trong cái bản nghi quỹ. Thì là đó chính là cái sự tín tâm đối với một cái đấng mà giác ngộ, đối với một cái đấng tỉnh thức. Thì ở đây chúng ta nói là cái tín tâm đó chính là cái niềm tin, cái sự tin tưởng, cũng như là những cái sự quan tâm, những cái sự hứng thú đối với là những cái giáo pháp của Đức Phật. Thì ở đây thì chúng ta có ba cái khía cạnh về cái tín tâm, ba cái mức độ của tín tâm. Thì thứ nhất là đó chính là cái niềm tin hoặc là cái sự tín tâm một cách mãnh liệt, hoặc cách là một cái niềm khao khát, một cái niềm tín tâm mãnh liệt. Thì khi chúng ta có được cái sự tín tâm mãnh liệt đó thông qua cái việc mà chúng ta thấy, nhìn nhận được cái phẩm hạnh của cái bậc giác ngộ, của cái bậc tỉnh thức. Bởi vì cái bậc giác ngộ, cái bậc tỉnh thức đó chính là ai? Đó chính là Tam Bảo, Phật, Pháp và Tăng. Thì các vị đều có những cái phẩm hạnh, nhưng mà nếu như mà chúng ta không có thấy được những cái phẩm hạnh của các vị thì chúng ta sẽ không thể nào mà xây dựng được cái niềm tin hoặc cái lòng sùng mộ hoặc cái sự tín tâm. Và cái tín tâm này thì chúng ta có được thông qua cái nhìn thấy được cái phẩm hạnh, cái phẩm chất thực sự của các vị. Bởi vì những cái phẩm hạnh này, khi mà chúng ta có được cái tín tâm thông qua cái việc chúng ta hiểu được cái phẩm hạnh, hiểu được cái phẩm chất của Tam Bảo, thì chúng ta sẽ không bao giờ bị mất đi cái niềm tin, mất đi cái tín tâm. Bởi vì đó là một cái nguồn đáng tin cậy, những cái bậc mà đáng tin cậy. Bởi vì có thể là đôi khi chúng ta thấy là họ có những cái, các vị có những cái hành xử đôi khi có thể làm cho chúng ta không có vui. Thông qua những cái cách mà họ hành xử, nhưng mà chúng ta cũng không có mất đi cái tín tâm, bởi vì chúng ta hiểu rõ được những cái phẩm hạnh mà các vị giác ngộ có, cho nên là chúng ta không có mất đi cái niềm tin hoặc là cái sự tín tâm, mà bởi vì cũng có thể đó cũng là một cách, một cái phương tiện nào đó. Và cái phẩm hạnh
quan trọng đó chính là cái sự giác ngộ, đó chính là cái sự giác ngộ của các vị. Và ở đây nếu như mà cái việc mà tín tâm thì nó chắc chắn là nó sẽ không thể nào mà đến một cách dễ dàng, mà thông qua cái việc là chúng ta cần phải tích lũy được công đức. Thì khi mà chúng ta tích lũy được công đức thì chúng ta mới có được những cái tín tâm, bởi vì giống như là cái sự kết nối về nghiệp, đó chính là cái nhân quả. Thì đối với lại những cái vị mà tỉnh thức, thì khi mà chúng ta có được cái tín tâm thì chúng ta dựa vào những cái gì mà chúng ta thấy được qua cái phẩm hạnh của các vị. Và cũng giống như là Ngài Thánh Thiên cũng đã nói là nếu như mà chúng ta từng nghi ngờ một tí thì rất là khó để chúng ta có được cái công đức. Thì ở đây đó là lý do tại sao mà chúng ta nói là những cái tín tâm đối với lại những cái đấng mà tỉnh thức. Bởi vì ngay cả khi mà chúng ta đã xây dựng, khi mà chúng ta đã có được cái tín tâm với Tam Bảo hoặc là với các đấng tỉnh thức rồi, thì cho dù những cái sự tham sân hoặc là si, hoặc là những cái sự sân giận vân vân, nó cũng không làm cho chúng ta mất đi cái tín tâm đối với lại các vị. Và còn nếu như mà chúng ta không có được cái tín tâm một cách mãnh liệt như vậy, nếu như chúng ta không thấy được những cái phẩm hạnh của các vị, thì sẽ có rất là nhiều những cái vấn đề, có rất là nhiều cái trường hợp, hoặc là một số những cái sự cố, rất là nhiều những cái tình huống mà làm cho chúng ta mất đi cái tín tâm đối với lại cái vị đó. Thì đó là cái vấn đề mà đối với lại người phương Tây hay gặp phải, bởi vì họ không thể nào mà tách biệt giữa người và giáo pháp, bởi vì họ nghĩ là cái người đó và giáo pháp là một, cho nên là khi mà có vấn đề xảy ra thì họ ngay lập tức là họ không còn cái tín tâm đối với giáo pháp nữa. Nhưng mà Đức Phật cũng đã từng nói rằng là chúng ta không nên nương, gọi là chúng ta không nên nương tựa vào người khác, mà chúng ta hãy nương tựa vào chánh pháp. Do đó là khi mà chúng ta nghĩ là con người thì chắc chắn là con người rồi sẽ có những cái sự thay đổi, con người rồi sẽ chết đi, con người sẽ có lúc như thế này, có thể là có lúc như thế khác, hoặc là chắc chắn là sẽ có rất là nhiều điều thay đổi. Cho nên nếu như mà chúng ta gọi là chúng ta chỉ tin vào cái người đó, chúng ta gọi là chúng ta sùng kính với lại một người nào đó, thì nếu như mà có những cái vấn đề và những cái sự cố xảy ra, thì lúc đó chúng ta lại đang không có cái sự phân biệt giữa giáo pháp và cái người đó, cho nên là chúng ta lại mất cả cái niềm tín tâm đối với Tam Bảo, đối với giáo pháp. Cho nên cái điều quan trọng để xây dựng được cái niềm tín tâm, cái sự tín tâm mãnh liệt, thì đó là cái việc quan trọng là chúng ta cần phải nhận diện rõ những cái phẩm chất, những cái phẩm hạnh của Tam Bảo. Yes, xin mời. Okay, now second is from the root text, it said venerate the qualified lama on the crown of one's head. So venerate. So venerate mean kind of like show the respect or show the pay homage. I think this is also have to have some story like a large area crowned is the symbol of their title or position, or so that way the crown, like king wearing the crown, and also Naga wearing the crown as a jewel. So those all is a crown is maybe a symbol of more than cloth. Is crown is a symbol of a title or whatever you can call. Yeah. So when putting on the crown, that is the like highest one. And also physically, I mean, a crown is the highest point of the our body. So saying that is a showing us a, we are kind of sense of a below or under
so that gurus, so that way that is what is venerate. So and qualified lama. In a Tibetan word, lama is not using for the any monks or nuns who just ordained. But these days in the Western, you know, long as you see the Tibetan monk or nun, you just call the lama. Actually, it's not like someone who just become a monk or nun is become qualified. Here is a lama is specifically talking about the spiritual teacher. And the lots of time they translate as a spiritual friend. So this is talking about the someone who guide you. So senior one. So in the Tibetan, you know, in the monastery, some senior one, like a really, really senior one, we can call the lama. Or specifically, here is talking about someone qualified to guide you. Someone is qualified to give teaching to you, liberate you. So that is what is lama. Lama is mean that something is a kind of come from the original Sanskrit word called the guru. And guru means someone who have a knowledge or someone knowledge or experience realization, something that is high level, you know, superior one. So that is what is a lama. So we have to venerate a qualified lama on the crown of the one has as a venerate means that showing the respect, showing the, so there's, that is a root text. So there's a, there are six topics concerning on the teaching to the venerate qualified lama on the crown of one's head. First said, it's a necessity to, what is adhering? A-D-H-E-R-I. Adhering? Yes. Adhering. Oh, okay. So then maybe that's okay. So because I thought it's a, maybe use good using as a debating or relying. Yeah. You may adhere to someone, you're also relying on that. Okay. So this meaning same. Yeah, because I looked at dictionary, it looks not, some sounds like that. Yeah, it depends where you use it. But okay. In this context, I think it's like. Okay. Adhering or depending to the lama is a necessity. The type of lama to whom you should adhere or depend. The intention to have when you receive the Dharma and instruction from the Lama. So it's a Dharma and instructions. So here Dharma is the basic teachings. Instruction is a more like a oral instruction for the practice instruction. So as you can say, philosophically teaching the Dharma and it fit instruction to how to practice. That is called the Dhamma Tibetan. So those two, Dharma and teaching instruction, Dharma and instruction from the Lama. The way of venerating the Lama, so how you venerate the Lama, how you pay homage or respect to the Lama, and advantages of the adhering to the to and respecting to the Lama, and disadvantages to adhering to not disrespecting to the Lama. So there's a six topic in describing to the Lama. First is it's a necessity to be adhering to the Lama, to our Lamas. It means we must have a Lama. We must have a guidance. We must have a, instructor. Because one thing is when come to the practice, the Dharma, you just cannot just follow to the text. Make sense? If you just follow to the text, it's not necessarily result will come everyone same. You know, each individual have their own element different. Based on the, their own element different, they need a little bit different way to practice. That reason there's some in the Buddhism teaching is so many varieties. So guru must know the disciple. Disciple must know the guru. Between this, I have to have a really deep relationship on that. So then it's a benefit will gain the necessity of adhering to the lamas.
Buddha's instruction on the necessity of the adherence of the Lama from the sutra request by the Rasha Tapala. This is one of the... So they misspelled it. Tapala, yeah, that is okay. That's correct. I maybe misspelled. Completely adhering to the good spiritual friend and completely abandoning the bad spiritual friend. Those disciples who do this always be lead on the true path and they are always turned away from the false path. So this is what it means, the spiritual friend. Good spiritual friend is a spiritual companion or here is mainly talking about the teacher, you know. So if you rely on the good spiritual teacher, you have no chance or you have no danger of falling to the wrong path. You have no worry about what you're doing as a maybe mistake. But if you are relying on the not qualified teacher or maybe something's bad quality teacher, you know, there's lots of different ways bad quality we'll see later. Then you may following to the wrong path. Even you're doing same dharma, you know, if a teacher don't know about you, your element, your capacity, your intelligence. No, more like your what is soothing to you. Then some teaching may not necessarily helpful for you. Make sense? So I have to be aware of those. So that way, teacher know who you are and the teacher is qualified, once you rely on that, then you don't need to doubt the teacher, what teacher say. And without the doubt, you just go there, you know, follow with that instruction. You will get there without falling down to somewhere. But if that teacher is not really suitable to guide you, someone is not really qualified to guide you, you know, that direction, and that person giving you that direction, it can fall to, some problem. Some people, we have some instance, some people try to go to the, try to do certain practice. That practice, nothing wrong with that, but there's some condition is not correct. So that way they have a bad experience. That bad experience almost causing to the, actually losing to the faith to the Dharma. So this is, I have to be careful, make sense? So that reason, good quality Lama is not necessarily the Lama is some really famous one, you know, here. So this is have to be good condition, element matching here. You know, then that's a work. Otherwise, so once you find someone like that, then you don't need to worry about anything. Even it seems, you know, not right to do that one, but it will bring you to the right path. So I think something like that. So that way, this is Buddha said, definitely, we're not going to fall down wrong path once we rely on such guru. Yeah. Và tiếp theo thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục ở phần thứ hai là những cái phẩm tính của vị thầy hoặc là của vị Lama. Thì ở trong cái bản gốc á, bản kinh văn gốc thì có đề cập là có 6 cái chủ đề hoặc là 6 cái đề mục có liên quan đến những cái giáo pháp nói về cái việc mà tôn kính một vị thầy mà có đầy đủ hoặc những cái phẩm hạnh giống như là chúng ta tôn trọng cái vương miện đang ở trên đỉnh đầu.
Thì ở đây khi mà chúng ta nói cái từ gọi là venerate có nghĩa là cái từ tôn kính, cái ý nghĩa của nó chính là cái sự tôn kính, tôn trọng và kính lễ đối với lại kính cẩn đối với lại một cái vị thầy. Và thông thường thì trong những cái câu chuyện mà về thời xưa thì hầu hết là đối với lại ví dụ như một vị vua thì luôn luôn là sẽ đội một cái vương miện ở trên đầu, hoặc là các loài rồng, các loài naga thì các vị cũng có những cái mão miệng, những cái vương miện ở trên đỉnh đầu của mình. Thì những cái vương miện đó nó tượng trưng cho là những cái người có cái phẩm hạnh cũng như là ở cái cấp bậc tôn quý, cái cấp bậc cao cấp. Và khi mà chúng ta đội cái vương miện ở trên đầu của chúng ta thì đó chính là cái nơi, cái vị trí gọi là cao nhất so với lại cái thân của chúng ta. Do đó khi mà nói về cái việc mà tôn kính vị thầy giống như là cái việc mà chúng ta đội vương miện thì đó chính là chúng ta có một cái sự tôn trọng đối với lại cái vị thầy đó một cách trân trọng nhất. Và giống như là chúng ta là ở phía dưới, chúng ta tôn trọng, chúng ta là xem mình thấp xuống so với lại vị bậc thầy của mình. Và thông thường thì khi mà chúng ta nói đến cái từ tôn kính này là để dành cho chúng ta tôn kính cái vị đạo sư, cái vị thầy. Và thường thì chúng ta biết là những cái vị đạo sư mà gọi là có đủ cái phẩm hạnh, hoặc là gọi là những cái vị mà gọi là đầy đủ những cái chuẩn mực, đủ cái tiêu chuẩn để là vị đạo sư thì thường có thể nằm trong tăng đoàn, thì thường có thể là các vị tu sĩ, là các vị tăng hoặc các vị ni, là cũng có thể là đã là những cái người mà đã xuất gia. Và còn bây giờ thì hầu hết khi mà chúng ta gặp những cái vị mà tu sĩ, dù là tăng hay ni, thì chúng ta cũng cứ gọi là lama hết, thì cứ như là gọi là thầy hết rồi. Thì khi mà chúng ta gọi, kể cả chúng ta gọi lama như vậy, chưa chắc là những cái vị đó đã là những người có đầy đủ những cái chuẩn mực của một vị đạo sư tâm linh. Và cái từ mà gọi là đạo sư hay là đạo sư tâm linh, đôi khi chúng ta còn nghĩ hoặc là chúng ta còn hiểu theo nghĩa là những cái bậc giống như là những cái người bạn tâm linh, hoặc là những cái đạo hữu tâm linh, hoặc là chúng ta có thể dùng cái từ giống như là thiện tri thức, là những cái người mà đồng hành với chúng ta ở trên cái con đường mình thực hành, trên cái con đường tu tập. Thì thông thường đối với lại ở Tây Tạng á, thì chỉ có những cái vị nào mà lớn á, cấp bậc cao á, thì mới được gọi là lama hay là cái vị thầy. Cũng như là những cái vị mà ở cái cấp bậc cao như vậy là họ đã phải có đầy đủ những cái phẩm hạnh, cũng như là đầy đủ những cái chuẩn mực, những cái điều kiện để có thể giảng dạy cho chúng ta. Và theo như đối với lại những cái người mà cái từ thuật ngữ đến là Sanskrit, thì đó chính là từ guru, có nghĩa là từ đạo sư, nghĩa là cái người mà có đầy đủ cái tri thức, có đầy đủ được những cái kinh nghiệm và có được cái sự trải nghiệm, và là những cái vị tối thắng và có được những cái sự chứng ngộ. Và khi mà chúng ta nói là cái việc ở đây sáu cái đề mục, thứ nhất là sự cần thiết để mà chúng ta theo hoặc là nương tựa vào một vị bậc thầy. Cái thứ hai đó là những cái gọi là những cái loại thầy mà chúng ta nên nương tựa. Cái thứ ba là những cái ý định mà chúng ta cần phải có khi mà chúng ta thọ nhận giáo pháp và những cái chỉ dẫn từ vị thầy. Và cái thứ tư đó là cái cách để mà chúng ta tôn kính vị thầy. Cái thứ năm đó là những cái thuận lợi khi mà chúng ta nương tựa và tôn trọng vị thầy. Và cái thứ sáu chính là những cái bất lợi khi mà chúng ta không có nương tựa và chúng ta không tôn trọng vị thầy. Thì ở đây khi mà chúng ta nói về là những cái chỉ dẫn về giáo pháp, nghĩa thông thường chỉ dẫn về giáo pháp đó chính là những cái hướng dẫn thực hành, hoặc là những cái những cái triết lý vân vân. Và ở đây khi mà nói về sáu đề mục thì cái đề mục thứ nhất nghĩa là chúng ta cái sự cần thiết để chúng ta nương tựa vào vị thầy.
Nghĩa là chúng ta cần phải có một vị đạo sư, chúng ta cần phải có vị thầy, là cái người mà có thể chỉ dẫn cho chúng ta thực hành giáo pháp. Bởi vì thông thường thì chúng ta không thể nào mà tự mình mà chỉ theo những cái bản nghi quỹ, những cái bản kinh văn, bởi vì kết quả nó chắc chắn nó sẽ không thể nào mà giống nhau đối với từng người. Bởi vì mỗi cá nhân thì sẽ có những cái khả năng và những cái mức độ căn cơ khác nhau, và cũng có thể là cần phải áp dụng những cái cách thực hành khác nhau để mà chúng ta có thể đạt được những cái kết quả. Và cái việc mà thuận lợi cho chúng ta, những cái ích lợi nó sẽ giúp đỡ chúng ta khi mà chúng ta có thể nương tựa được bậc thầy. Bởi vì giống như là ở trong kinh thì ở trong kinh mà ngài Vajrapala có đề cập là chúng ta hoàn toàn nương tựa vào những cái người bạn, những cái người đạo hữu tốt, những cái người đạo hữu tâm linh tốt, hoặc là những cái vị thiện tri thức, và chúng ta hoàn toàn chúng ta từ bỏ những cái người bạn xấu, gọi là ác tri thức, và những cái người mà đệ tử, những cái người nào mà thực hành theo những cái điều này thì luôn luôn dẫn cho chúng ta đi đúng cái con đường, cái con đường thực sự, để cho chúng ta không có bị rơi vào, chúng ta không có bị rơi vào cái con đường mà xấu xa, hoặc là không có đi theo con đường sai lầm. Và ở đây cái từ gọi là những cái người bạn tâm linh, hoặc là đạo hữu, hoặc là thiện trí thức, thì đó chính là những cái người mà đồng hành cùng chúng ta. Và ở đây khi mà có thể hiểu cái người đồng hành cùng chúng ta, giúp đỡ chúng ta, đó cũng có thể là các vị đạo sư. Và nếu như mà các vị đạo sư chỉ dẫn cho chúng ta thì thường thì chúng ta sẽ không gặp phải những cái nguy hiểm, bị rơi vào những cái con đường sai lầm. Và nhưng mà đôi khi cũng có những vị gọi là đạo sư mà không có đủ phẩm chất, hoặc là những cái vị mà được xem như là thầy, nhưng mà những vị thầy đó không có đủ phẩm chất. Và những cái vị như vậy, nếu mà chúng ta đi theo thì chúng ta sẽ đi nhầm đường, đi sai con đường. Và mặc dù chúng ta có thể là giáo pháp thì nó như vậy, nhưng cái người chỉ dẫn sai thì sẽ dẫn chúng ta đi sai. Lấy ví dụ như là một cái vị thầy nào đó mà không có đủ phẩm hạnh, không có đủ những cái tiêu chuẩn và chuẩn mực của một vị thầy, thì sẽ không thể nào mà hiểu rõ được chúng ta, cũng như là những cái yếu tố hoặc là tất cả những cái khả năng của chúng ta, và cái gì là cần thiết và cái gì phù hợp cho chúng ta, thì họ sẽ không thể nào mà dạy những cái điều mà nó hữu ích và giúp được cho chúng ta. Còn đối với lại một vị thầy mà có đủ chuẩn mực hoặc là có đủ cái khả năng, thì họ sẽ hiểu rõ được cái khả năng của chúng ta như thế nào, hiểu rõ được là chúng ta đang cần cái gì, có nhu cầu như thế nào, thì họ sẽ chỉ dẫn cho chúng ta những cái gì phù hợp nhất, và chỉ cho chúng ta cái con đường, cái cách thức. Và ví dụ như người này với người kia có thể có những cái sự khác biệt với nhau, thì họ sẽ chỉ dẫn những cái điều mà phù hợp. Bởi vì nếu như mà mỗi người khác nhau mà chúng ta đi cùng một đường thì thế nào nó cũng sẽ có những cái vấn đề xảy ra. Khi mà nếu như mà chúng ta chỉ theo những cái vị mà không có đầy đủ những cái phẩm chất như vậy, hoặc là không có đủ chuẩn mực, thì chúng ta có thể là chúng ta đi sai đường, hoặc là chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm rất là tồi tệ. Thì khi mà chúng ta có những cái trải nghiệm tồi tệ như vậy thì chúng ta sẽ mất đi những cái tín tâm đối với giáo pháp. Và do đó là thực sự đôi khi chúng ta cũng không có phải gọi là cần cái vị mà được gọi là nổi tiếng. Quan trọng là chúng ta cần cái vị đạo sư hiểu chúng ta, có cái sự kết nối, có cái sự hòa hợp về những cái phẩm hạnh, về những cái phẩm tính, và họ hiểu được những cái điều mà chúng ta cần. Bởi vì khi mà chúng ta, cái vị đạo sư đã thấu hiểu chúng ta, thì chúng ta không có cái điều gì mà phải lo lắng là hay nghi ngờ, mà chúng ta hãy thuận theo những gì mà các vị hướng dẫn và chỉ dẫn cho chúng ta cái con đường đi đúng đắn. Bởi vì khi mà các vị có cái phẩm hạnh chỉ dẫn cho chúng ta, thì họ sẽ không có chỉ dẫn cho chúng ta đi theo những cái con đường sai lầm. Yes, Kim Bula. Okay, so same is a sutra of the contents, the Panchaparamita verse, Dotyuba. As a patient adhere to doctor in order to be healed,
adhere unfailingly to virtuous spiritual friends. If somebody is sick, we have to rely to the doctor. You know, when you get sick, you cannot rely to the like a carpenter or anywhere. You know, you have to rely on the physician that can heal your sickness. So same way, say when we have this sickness of the samsara suffering, then we have to rely on the physician or the guru, spiritual friend or spiritual master, then can heal from the sickness of sufferings. So that one. So there is examining in this as a reason is, since one need to be increasing one's good quality more and more, one need to be adhere to Lama. So because without the somebody's guiding, we cannot improve our good quality. We cannot increase our good quality by our own. You know, if that's possible, then you don't need to rely on anyone. It's not possible. How? Because samsara, beginningless too, we are trying to be achieve the happiness. We try to be become a better. Everyone trying that one. But no one succeed. Why? Because we have no idea how to become a better. Until Buddha comes, give teachings, how to liberate from the sufferings. You know, we have lots of method. Those methods actually not work. Those are false method. So that reason, since we need to get better, is here better mean the get higher and higher, happier and happier, you know, less suffering. So how to become that way is only relying on the spiritual master to receive the teaching to then we have to improve. Only that is a way. So that way, rely on the guru. Since one need to be abandoning all the one's mental affliction and fault, one need to be adhere to the guru. So, I mean, our main problem is our mental affliction, nothing else problem. You know, we blame to everything to the other. In our life, no matter what happened, we blame to everything to the other. Actually, main cause is our own emotion, afflictive emotion. That our afflictive emotion creating all this misery. The root of cause is afflictive emotion. Make sense? So, and sometimes we know that afflictive emotion is our main problem, but then we don't know how to eliminate that. You know, even we know anger is not good. We're not comfortable with the anger, but we couldn't eliminate that. You know, so I don't think so. Any impatient person don't know the impatient is not good. Any kind of emotion person don't know that negative emotion is not good, but we don't know how to eliminate them. See? So Buddha give teaching on that. You know, best is a guru is a Buddha. Buddha give teaching on how to eliminate those afflictive emotions. So that reason we need the guru. Since one need to be drop the latent tendency to think. Tendency to think. I will not be become enlightened in this life. But in the later life, one need to be adhere to the Lama. So this means that it's not necessarily everyone become enlightened this life. But even you cannot give up. You say, oh, I'm not going to become enlightened this life. I have no hope. So just give up totally. Even you not becoming enlightened in this life, still try to put much as you can. You know, try to learn much as you can. So whatever you learn in this life, next life, it become much easier to you. That reason some kids are really gifted kids. Why they become a gifted kid? Because they built that habitual tendency in the past life. Some kids never learn anything, no matter how much they put effort, never learn because they don't have that habit tendency, yeah, from the past life.
So that is make different in this life. Some become smart, some, you know, a little bit dumb. So I think this is different. It's come from the how much we had excess in past life. That so that way, even we cannot become enlightened within this life, still we have to build much as wisdom can for, so that way the next life become much easier. You know, so there's one Tibetan master said, even you're going to die tomorrow, should still learn today. You know, never give up learning, because in next life, it's just like you taking what you left with someone. You what called the lent? You taking your money that which you lent to someone. You know, in the next life easier. So that reason, those three reasons, we have to rely on the guru. Dạ, và chúng ta thấy là ở trong kinh Bát Nhã trong kinh Bát Nhã thì cũng đã có đoạn kệ đề cập là giống như là những cái người bệnh nương tựa vào người bác sĩ và thầy thuốc để có thể được chữa lành, và vì vậy thì chúng ta cũng hãy nương tựa vào những cái người bạn mà nhân đức, hoặc là những cái người bạn mà gọi là những cái người bạn đạo, những cái bạn tri thức, hoặc là những cái người đạo hữu, những cái người bạn tâm linh của chúng ta. Và ở từ trong những cái câu kinh này thì cũng đã đưa ra cho chúng ta những cái lý luận hoặc những cái lý do là bởi vì những người này luôn luôn cần để tăng trưởng được những cái phẩm hạnh của mình, càng thay đổi càng ngày càng tốt hơn, và như vậy thì chúng ta cần phải nương tựa vào vị đạo sư, bởi vì khi mà ở trong chúng ta không thể nào mà chúng ta có thể tự mình để có thể tự phát triển, bởi vì thông thường khi mà chúng ta phải dựa vào một cái vị bác sĩ hoặc là dựa vào những người y sĩ để giúp cho chúng ta có thể chữa lành bệnh khi mà chúng ta bị bệnh, bởi vì chúng ta không thể nào mà tự mình chữa được. Và tương tự thì chúng ta cũng dựa vào, nương tựa vào những cái vị đạo sư tâm linh để giúp cho chúng ta có thể giảm thiểu, diệt trừ những cái khổ đau. Và bởi vì chúng ta đang ở trong luân hồi, và ở trong luân hồi thì chúng ta cố gắng để chúng ta có thể đạt được những cái sự an vui, cái sự hạnh phúc. Nhưng mà thông thường thì chúng ta chẳng biết là làm sao để chúng ta có thể trở nên tốt hơn, làm sao để chúng ta có thể hạnh phúc hơn. Chỉ cho đến khi mà Đức Phật đản sinh, đản sinh thì Ngài mới chỉ dẫn chúng ta cái con đường. Bởi vì trước đó thì rất là nhiều người cũng tìm mọi cách để có thể có được cái sự an vui hạnh phúc, nhưng mà những cái phương pháp mà họ làm, những cái phương pháp họ đưa ra thì nó là những cái phương pháp sai lầm. Và đối với lại những cái vị thầy tâm linh thì sẽ giúp cho chúng ta càng phát triển nhiều hơn, càng phát triển cao hơn nữa. Và như vậy thì chúng ta cần phải dựa nương tựa vào bậc đạo sư, bởi vì không chỉ là về những cái vấn đề về trong thực tại, mà còn phải những cái vấn đề mà về tâm linh, hoặc là những tâm thức, những cái cảm xúc ô nhiễm, hoặc là những cái cảm xúc của chúng ta, thì lúc nào chúng ta cũng cần phải dựa vào cái vị đạo sư để giải quyết tất cả mọi cái vấn đề. Bởi vì khi mà chúng ta những cái điều mà xảy ra ở trong cái đời sống này, thông thường thì chúng ta hay đổ thừa cho người khác, hay chúng ta hay than phiền về người khác vì họ mà chúng ta gặp phải những cái điều đó, nhưng mà thực ra là nó từ chính những cái hiệu quả, từ những cái cảm xúc nhiễm ô của chúng ta, nhưng mà lúc này chúng ta cũng cứ đổ thừa cho người khác, và những cái cảm xúc nhiễm ô đó thì chúng ta cần phải diệt trừ nó. Và cũng giống như chúng ta biết là ví dụ như chúng ta không có được sự kiên nhẫn thì cái điều đó là không hề tốt, hoặc là khi mà chúng ta có những cái cảm xúc mà nhiễm ô hoặc là những cái cảm xúc giận dữ vân vân thì những cái điều đó cũng không hề tốt. Và
Đức Phật thì cũng đã từng dạy chúng ta cái cách để có thể diệt trừ được những cái cảm xúc nhiễm ô đó, và cũng dạy chúng ta là tại sao mà chúng ta lại cần cái vị đạo sư, bởi vì những cái vị đạo sư họ sẽ nghĩ theo những cái chiều hướng, những cái hướng mà mọi người suy nghĩ và chúng ta suy nghĩ, và bởi vì nếu mà chúng ta có khả năng để chúng ta đạt được cái giác ngộ trong đời này, hoặc là nếu như chúng ta không thể nào mà giác ngộ được trong đời này, thì chúng ta vẫn còn những cái niềm hy vọng, vẫn còn những sự mong cầu, và chúng ta hãy cố gắng để thực hành, và chúng ta cố gắng học hỏi càng nhiều càng tốt, bởi đó là cái điều mà chúng ta tích lũy cho những cái đời sau của mình, và như vậy những cái đời sau của chúng ta nó sẽ dễ dàng hơn. Và cũng giống như là cái câu nói là nếu như mà ngày mai chúng ta chỉ còn có một ngày để sống, ngày mai chúng ta phải mất đi, thì ngay cả ngày hôm nay chúng ta cũng hãy cố gắng để chúng ta học, và chúng ta không nên từ bỏ từ nay cho đến khi mà chúng ta hãy cố gắng chúng ta học cho đến khi mà chúng ta mất đi thì thôi. Và chúng ta, cái điều quan trọng của chúng ta là chúng ta cần phải nương tựa vào một vị thầy, vào một bậc thầy. Yes. Okay, so now here's a type of lama to whom one should adhere. So type of lama is a, same as a talking about the normal. Lots of time we see this one is a said qualified guru, lots of mention. So this quality of the guru is a, there's a three type of gurus. You know, when you receive the Vinaya teachings, it have its own guru. It have an own qualities. So it's not same as a Mahayana and a Vajrayana one. But when it comes to the Mahayana, it have guru's quality that is mentioned here. And this is also not covered to the Vajrayana one. So it's not same. Always each one have their own qualities. So this is not same. But this is it, because this is teaching, is it mainly talking about the Mahayana path, you know, Bodhisattva, so Bodhicitta. So that way, what kind of quality for the Mahayana practitioner, said type of lama whom you to adhere. And some most part is they cover for the Hinayana and the Vajrayana too, but it's not completely, you know, it have their own qualities also separate. So here said, on the end of the Mahayana Sutra section spoken about the Lord Maitreya. So this is a text, it's a really famous for the Bodhicitta. This text really good with the Bodhicitta teachings. Actually, more detail on the Bodhicitta teaching than Shantideva's Vaya Bodhisattva contact, this text. So it said, adhere to be spiritual friend who is a tame, pacified, fully pacified, who has a more good quality, possess the diligence, and is a rich the scriptural, who has a perfectly realized thatness, has a skillful speech and nature of the compassion, as not limited by the physically or mentally fatigue. So this is quality mentioned. So one by one, it come here said, the lama's tame. What is tame mean? The due to the taming as a sense faculty through the moral conduct. So this have a disciplined, you know? So that way, first training of the morality. That's a training of the morality. Have someone have a training of the morality, discipline. It's not necessarily talking about the ordained, you know? Like, you know, Kenji Rinpoche always said, one of the, you know, greatest discipline in Tibet was Milarepa. He never been ordained, but his discipline is more than many ordained, much more than, make sense? So this discipline is not necessarily talking about the physically outfit change, more talking about the physically attitude change, make sense? So that is what is in discipline. Then pacified due to the abiding peacefully in the mind through the samadhi. So this is a calm abiding meditation, it's samadhi. So calm abiding meditation is the main antidote of the
afflicted emotion. So that we call the pacifying. I mean, when you don't have afflicted emotion, you are relaxed, you know? Only you are not relaxed when you are disturbed your mind with the afflicted emotion. So then you have a peaceful. So your own peace is destroyed by your emotion. So that way, if you want to be peaceful, just get rid of all those emotions. So pacifying. That one, second is a samadhi or kamabhati meditation or whatever we use as a talking about that one. They're fully pacified, so due to the fully pacify is a close heel mental. It means the closely heel mental. Closely heel mental afflictions, okay. Yes. So, so this is, I think, subtle afflicted emotion are pacified. Like closely. The definition you had given before, because it's in my notes. Yeah. It says, pacifying afflictions, discriminating awareness. Yeah. So that way, it's fully pacifying or subtle emotion is pacifying with the wisdom. So that way, these three trainings, training of the morality as a discipline, training of the samadhi as a meditation, and training of the wisdom. So that way, it's called the, you know, person with a tame, pacified, and fully pacified. So samadhi can eliminate some degree of afflicted emotion, but not uproot it. So it's a different, it's like when you want to cut the wood, you know, some they chop, yeah, and some uproot it. So if you chopped, root is no longer there, but still seed down there. You're not completely uprooted. When that seed meet with a suitable condition, wood come back because a root is still there. Yeah. So like chopping is the samadhi. You know, it's basically suppressing the afflicted emotion by the samadhi. But our samadhi alone cannot eliminate the totally afflicted emotion. So if you want to be totally eliminate the afflicted emotion, as a need the wisdom of a discriminated wisdom, which is the realization of the suchness or emptiness. So without the emptiness, cannot be totally pacifying the afflicted emotion. So that reason, these three trainings, training of the morality, training of the samadhi, training of the wisdoms. So afflicted emotion through the discriminating awareness. One who has a moral good qualities due to the not being equal to be lesser than or lesser or equal to or lesser than the disciples. So this have some special, you know, that if you want to be teacher, you have to be something good quality that is more than the teacher, student you want to receive from you. So if you don't have a quality better than them, you're not qualified to become a teacher. So that is what is mean here, saying is one who has more good qualities and one who possess the diligence due to the being one who does not neglect the benefit of others. So I mean that when you benefit the sentient beings, you need a great diligence. Diligent means that you cannot say, oh, today I'm not happy. Today I'm tired. Today I'm, you know, I don't want to help you. You come next time or this. You have to, whenever somebody needs you, you have to be there. You know, no matter how hard we have to work. So some of our lamas, they do like day and night teachings. And then lots of time, you know, like one time Gajahn Rinpoche was giving empowerment, 50 empowerment. And the daytime he was giving empowerment. So when he do the, you know, self empowerment nighttime. So he tell to the, there's one senior monk, he said, okay, you put all the vase and everything here and you go to sleep, I will do. So like that, you know, they, lots of lama, they do, they work hard. They not just become lama as a sitting on the throne, okay? Yeah, so that we need diligent.
And rich in the scripture, due to the not being one's few study, one who is a, has a perfectly realized. Also, rich in the scripture means they have great knowledge. You know, not just become a teacher because you have a name, receive name or something. Have to have a knowledgeable, have to have an education, have to have a sudden, because a teacher's job is a, you have to guide to the student. So how do you going to guide if you don't have yourself education? If you don't know yourself, you cannot guide anyone. You cannot become a possible to become a teacher. You know, so that way, actually one time Dalai Lama said, there's a four different type of people, the monks. Some are dukkhu but not yet become lama. Some are lama but not dukkhu. Some are both, some are not both. So some recognizing as a dukkhu but not yet receive the education, so not qualified to become a lama. Make sense? Mm-hmm. Some they not recognizing, but they self-made lama, so they educated and they become a lama. And some maybe both, you know, like Holiness, like Dalai Lama, like Gachi Rinpoche, they are both. And some are not like me, both not dukkhu, not lama. So that way, I think, it's just not talking about that. This is spiritual master. It's not talking about that someone have some kind of title or anything. This have to be knowledge. So that is one. And perfectly realize thatness means due to the having internalized that thatness, it means they have a realization of the emptiness. Especially in the Kagyupa tradition, you have to have a realization of the one taste. Until you reach to that state, you're not qualified to become a guide into the someone's practice. Just did some retreat or some study, not become a qualified to that practice. You know, if you read the story, how to Milarepa guide to the Gambobba, how to Gambobba guide to the those, always they tell, until you have a realization of the one taste, don't take the disciples. So that way they have to have a darkness, at least have to have some degree of realization of the emptiness. One who has a skillful speech, that they due to the having Dharma speech through the abandoning ignorance and faithfully explaining the Dharma. So perfect skillful speech means not talking about that someone is a skillful to nice talking. Skillful speech is talking about the someone who have a skill to how to guide. Because as earlier I mentioned, every individual is different. You know, not necessarily one skill is going to work for, may work on this person, A person, but not necessarily going to work to the B person. So guru need to know, like a Buddha's time, Buddha gave the teaching to the how to eliminate the attachment by meditating on the ugliness. But there's one particular monk, Buddha said, meditate on the beauty. So only that way he can eliminate his attachment, you know. So each individual have their own element. So that way have to have the skill to how to guide all those. So taking, sometimes people think becoming guru to the someone is easy. Just give refuge vow, then you become a guru. It's not easy. You know, you cannot just accept to the, I'm your guru. When you say I'm your guru, mean that I'm going to be your provider. I'm going to take care of you. Like a family member said, okay, I will take care of you. It means that he person to work, make money and bring food, bring, clothes, everything to bring to you. That is what's called the take care of you. Not just namely father or namely mother. You know, make sense? So same way, when taking someone's a guru, have to have those all skills to take care. But the spiritual, you know, so that is so that way you have to have a lots of guru skill. Then
And last one, the one who has the nature of a compassion, of course, due to the not have an interest of this in the sign of a steady. And so that means that basically you not have your own interest. Make sense? Compassion means that you care to other. Yeah. If you don't care, you have not qualified to become a guru, because even you have wisdom, if you don't have a compassion, you may use that wisdom to your own benefit. You know, you abuse dharma to someone by using them. Make sense? So that way need a, really need necessary compassion. And one who has a limited by the mental fatigue. Tired. Yeah, due to the continual teaching of the Dhamma, so never without tired. So this is the really, I mean, the spiritual Mahayana spiritual master's quality is this one. So that way becoming a teacher is maybe saying, oh, okay, I'm your teacher is easy. But taking responsibility is not easy. That way you have to be careful too when you're accepting someone's request. Sorry. Dạ, và tiếp theo thì chúng ta có là ở đây khi mà nói là các loại thầy hoặc là các loại lama, các loại đạo sư mà chúng ta nên nương tựa, thì ở trong cái kinh Đại Thừa Trang Hoàng của Đại Thừa thì được nói bởi Ngài Di Lặc là nói rằng là khi mà chúng ta có thể nương tựa vào một cái vị thiện tri thức làng hoặc là một cái người đạo hữu, đó chính là những cái người mà đã được gọi là thuần hóa hoặc là đã được thuần tính và có được cái sự an định và hoàn toàn an định. Và đối với những cái người mà có những cái phẩm chất tốt và siêng năng và cũng như là hiểu và có được cái vốn gọi là hiểu được về kinh điển, và những cái người mà đã hoàn toàn nhận diện được những cái điều như vậy, đã chứng ngộ được những cái điều đó hoặc là chứng ngộ được cái chân như, và có được kỹ năng ở trong những cái lời nói và cái bản chất là luôn luôn có được cái lòng từ bi, và không có bị giới hạn bởi thân hoặc là kể cả cái tâm thức, cũng như là không có bị giới hạn bởi cái sự mệt mỏi về thể chất cũng như là tinh thần. Và ở đây thì khi mà chúng ta nói về các loại đạo sư thì khi mà trước tiên là chúng ta nói là về giới luật, bởi vì tất cả đều có những cái phẩm chất, không chỉ riêng là cái vị bậc thầy mà chúng ta nói là ở trong Đại Thừa hay Kim Cương Thừa, mà cái vị thầy tâm linh thì thường thì chúng ta nói là ở trong Đại Thừa thì thông thường là Đại Thừa và Kim Cương Thừa thì các vị đạo sư đó chưa không hoàn toàn là giống nhau, bởi vì thông thường chúng ta chỉ đề cập đến cái con đường, cái đạo lộ của Đại Thừa mà thôi. Nhưng mà đối với lại cái vị thầy thì khi mà chúng ta nói về các vị thầy thì ở trong Nghi Quỷ cũng đề cập là quan trọng là cái vị thầy đó cũng phải có được cái tâm Bồ Đề ở trong những cái giáo lý, ở trong những cái giáo của mình. Và ở đây Ngài Siddhiva cũng có nói ở cùng với lại cái bản kinh của Đức Di Lặc. Và khi mà chúng ta nói cái từ gọi là được thuần, được coi như là được đã thuần tịnh á, thì đó chính là những cái người mà có giữ cái giới luật, có cái đạo đức và giữ giới, thì không phải là chỉ những cái vị mà gọi là thuần tịnh thì thông qua các giác quan, thông qua ngũ quan của mình, thì thông qua những cái hành vi mà họ thực hiện, những cái hành vi đạo đức, và kể cả cái việc gọi là chúng ta gọi là thuần tịnh hoặc là an định
thì do cái họ có được cái sự an định do cái việc mà họ đã trú được cái tâm của mình thông qua cái thiền định và hoàn toàn an định, nghĩa là họ đã hoàn toàn làm dịu đi, xoa dịu được những cái sự phiền não của tinh thần, hoặc là họ đã xóa đi được, làm dịu được những cái cảm xúc nhiễm ô thông qua cái việc nhận diện, thông qua cái cách là họ biết được cái sự nhận diện, có được những cái sự chứng ngộ. Và đối với lại những cái người mà có thêm được kể cả những cái phẩm chất gọi là tốt hơn nữa, thì bằng cách là có thể là đương nhiên là sẽ không bằng hoặc là không thể nào mà thua kém đệ tử, bởi vì cái người đó là phải luôn luôn có được cái sự siêng năng hoặc là tinh tấn, là bởi vì không bao giờ từ bỏ những cái lợi ích cho người khác. Và ở đây thì khi mà chúng ta nói là cái người mà có được cái sự an định hoặc là có được cái sự bình an, thì nghĩa là họ phải có được cái sự định và họ cũng có được có thể là xoa dịu được tất cả mọi cái sự phiền não. Và khi mà đối với lại những người mà có thể diệt trừ được những cái phiền não như vậy, thì họ phải có đầy đủ là giới, định và tuệ, trí tuệ. Thì khi đó họ mới được gọi là một cái con người đã được giống như là đã được điều phục, đã được thuần tịnh. Và giống như là khi mà chúng ta trồng một cái cây, chúng ta gieo một cái hạt giống, thì rồi cái gốc rễ của nó vẫn cắm xuống và chúng ta có được những cái hạt giống, rồi chúng ta lại tiếp tục, chúng ta sẽ có những cái trái. Và ở đây thì khi mà chúng ta nói về thiền định, thì thiền định đó nó giúp cho chúng ta có thể diệt trừ được những cảm xúc tiêu cực hoặc những cái cảm xúc nhiễm ô, nhưng chúng ta vẫn cần phải có trí tuệ. Và cái trí tuệ đó là cái trí tuệ chứng ngộ được tánh không, hoặc là cái trí tuệ mà chứng ngộ được chân như. Thì bởi vì cần phải có định và trí tuệ thì chúng ta mới có thể có được cái sự thành tựu. Chứ nếu chỉ có định không thôi thì chúng ta cũng sẽ không thể nào mà diệt trừ được những cái phiền não. Và tiếp theo là cái sự tinh tấn. Khi mà chúng ta nói là về cái sự tinh tấn thì không phải là chỉ có họ luôn luôn họ sẽ cố gắng để làm được những cái lợi ích cho mọi người, mà không có từ bỏ những cái lợi ích, không có từ bỏ những cái việc mà làm lợi cho người khác. Và tiếp theo là cái sự siêng năng đó cũng như là không có những cái sự bất cẩn. Và khi mà nói về cái việc mà giàu kinh nghiệm hoặc là có hiểu biết về kinh điển, thì nghĩa là không phải là cái người đó họ chỉ học qua loa một vài quyển kinh hoặc là một vài quyển sách mà thôi, mà ví dụ như khi mà một cái người mà họ thỉnh pháp thì dù là sáng hay tối hay tối muộn hay gì đó, thì cái vị thầy đó cũng cần phải truyền những cái giáo pháp phù hợp. Và bởi vì vì những cái ích lợi của chúng sinh, của những người đệ tử. Và khi mà họ có được kinh nghiệm về có được những cái hiểu biết về kinh điển, thì không phải là chỉ có một số ít những cái bản kinh mà thôi, mà phải là hoàn toàn nhận ra là nhận diện được cũng như là hiểu rõ về những cái bản kinh và chứng ngộ được những cái chân như thông qua những cái bản kinh đó, thông qua cái sự nghiên cứu đó và thực hành đó. Và khi mà nói là cái người mà có cái gọi là có cái kỹ năng trong cái việc mà nói chuyện, hoặc là cái kỹ năng ở trong cái việc mà thuyết pháp, thì không phải là cái kỹ năng để nói cho hay, mà là cái kỹ năng làm sao để giống như là những cái phương tiện, cái kỹ năng thiện xảo để giúp cho cái người đó biết được cái cách để giảng dạy, để chỉ dạy cho những cái người đệ tử. Bởi vì nếu như mà chúng ta không có biết cách để mà giảng dạy thì làm sao mà có thể trở thành một vị thầy, một vị đạo sư được. Và
Đức Đại Ma cũng nói là có giống như là có bốn loại người, thì cái người mà chưa đủ cái khả năng để có thể trở thành vị Lama, vị thầy, hoặc là một cái người mà có đầy đủ những cái phẩm hạnh, có đầy đủ về trí tuệ, có đầy đủ về kinh nghiệm và những cái sự thực chứng, thì họ xứng đáng là những cái vị thầy. Hoặc là những cái vị nào mà có đầy đủ những phẩm tính như vậy, ví dụ như là Đức Đại Ma hoặc là Ngài Gachen vân vân. Còn tiếp theo là đó là những cái người mà họ sử dụng những cái phương tiện về giáo pháp để diệt trừ cái sự vô minh, và cũng có được một cái niềm tín tâm, có được cái sự tín tâm để mà có thể giải thích về giáo pháp. Và tiếp theo là đối với là các vị bậc thầy thì cần phải có cái bản chất, đó chính là cái lòng từ bi. À, bởi vì khi mà cái lòng từ bi đó thì họ sẽ có thể là họ giảng dạy những cái giáo pháp đó không phải là vì cái lợi ích cho cá nhân mình, mà vì những cái lợi lạc cho mọi chúng sinh. Và tiếp theo là cái người mà không có bị giới hạn, hoặc là không có bị những cái sự mệt mỏi về thể chất và tinh thần, thì luôn luôn là những cái vị này họ cũng sẽ dành thời gian, họ sẽ quan tâm đến mọi người khác. Bởi vì nếu như mà chúng ta trong cái việc thực hành, mà nếu như mà cái bản chất mà một người không có cái lòng từ bi thì chắc chắn là cái, nếu như mà họ có trí tuệ nhưng họ không có từ bi, thì cái trí tuệ của họ, cái tri thức của họ, họ có thể sử dụng hoặc là họ lợi dụng để mang lại những cái lợi ích cá nhân. Còn đối với lại một cái người mà không có bị mệt mỏi về tinh thần cũng như là thể chất, thì luôn luôn là sẽ cố gắng để có thể giúp đỡ cho mọi người, và có cái khả năng mà liên tục để có thể truyền thừa hoặc là truyền giáo pháp. Và để mà chúng ta nói là có thể trở thành một vị thầy á, thì có vẻ rất là đơn giản, nhưng mà khi mà đã trở thành một vị thầy rồi thì cái trách nhiệm rất là to lớn, lớn lao, là bởi vì phải quan tâm đến người đệ tử của mình. Yes, can do that. Okay, then it's a Nagarjuna thought. Acharya Nagarjuna. We'll start it, and mean that have a lot started, and a great discriminated awareness, and have a great knowledge. You know, sometimes people started but never had knowledge, never stay. So keep that knowledge, what you learned. Not seeking the benefit of a material acquisition or the sign of stage. I think this is just used as a not seeking the material benefit. Third one is not seeking the material benefit. Possess the bodhicitta and they have a great compassion. Bodhicitta and compassion is different, okay? Bodhicitta means that you want to bring them to the enlightenment. Compassion means that you want to free them from the suffering. Sometimes people think that those are same. It's not necessarily same. So great compassion. Patient with the difficulty of the scan, mental or physically fatigue. So whatever, it's not easy to be, you know, helping other sentient beings. Possess the oral instruction of a lineage. It means that have all the past gurus or all the oral instruction teachings from the guru. Liberated from the lesser path. I don't agree with this. I think this is liberated from the path, which is mean that the guru have to be someone who have some degree of realization. There's one Dubogaji master called the Kozang Gobotoji said, guru must be someone who tell you come here, someone who tell you go there, not someone who tell you go there. So come here mean that guru is already in the path, result. Go there mean that guru is not yet there, you know, telling you go there. So that way, I think liberating from the path is better than just lesser path. This is a little bit, sometimes people misunderstand on this. So it's more like liberated from the path. It means that they have a realization. Make sense? Mm-hmm. Okay, not just only path. Then skill in the knowing the which family, it means that
the students, where it belong, you know, which teaching suit to that student. So that is it. And people are in, and knowing of the degree of a spiritual realization of the disciples, it means that even each path, they choosing to the particular path, you know, Hinayana, Mahayana, Vajrayana, whatever path, but each path, they have each degree. You know, not everyone is not same label. So where does it belong, which is suitable to? Even Mahayana have lots of different teachings, which is suitable to. You know, everyone to beginning to give to the all the final teachings, and it's not really suitable. Make sense? Mm-hmm. So that way have to know the degree of realization of the disciples, and one should adhere to Lama who has this 12 qualities. So Nagarjuna explain these 12 qualities. Và tiếp theo thì ngày Long Thọ, ngày Nagarjuna cũng đã có nói với, trong kinh điển là đối với lại cái người mà có thể nghiên cứu, học hỏi một cách kỹ lưỡng và có được cái khả năng nhận thức và ứng xử một cách tuyệt vời, thì cái việc mà không có tìm kiếm những cái lợi ích, những cái lợi lạc về vật chất, hoặc là những cái vấn đề mà về địa vị vân vân, thì những cái người này có thể có được cái khả năng để phát khởi, có được cái tâm Bồ Đề, hoặc là có được cái lòng từ bi và luôn luôn kiên nhẫn với mọi những cái khó khăn, và luôn luôn có thể chịu được những cái sự mệt mỏi, không có bao giờ cảm thấy gọi là mệt mỏi về thể chất và tinh thần. Và họ cũng có những cái gọi là chỉ dẫn của từ dòng truyền thừa để có thể giải thoát đi trên những con đường giác ngộ. Và họ cũng sẽ biết được rằng là tất cả chúng ta, mọi người ở trong những cái gia đình hoặc là ở trong những cái gia tộc như thế nào, và cũng hiểu được cái mức độ của cái sự chứng ngộ về tâm linh của tất cả mọi người, của đệ tử của mình. Và một cái người như vậy thì sẽ nên nương tựa vào cái vị thầy đó, những người mà có những cái phẩm chất như vậy. Thì ở đây thì khi mà chúng ta nói là nhiều người họ chỉ đơn giản nghĩ là cái việc gọi là tâm Bồ Đề là Pichita, và compassion hay là cái lòng từ bi thì nó tương tự như nhau, giống nhau, nhưng mà thực ra cái tâm Bồ Đề có nghĩa là cái tâm mong cầu đạt được sự giác ngộ, còn cái lòng từ bi thì sẽ mong muốn cho mọi người thoát ra khỏi khổ đau. Cho nên hai cái điều này là hai cái điều khác nhau mà thường thì mọi người cứ nghĩ nó là một, cho nên chúng ta cần phải nắm cái điều đó. Và đối với lại chúng ta thì thông thường rất là khó để cho chúng ta có thể gọi là vượt qua khỏi những cái sự mong cầu về vật chất cũng như là về danh vọng địa vị, nhưng mà chúng ta cần phải theo những cái chỉ dẫn của cái bậc đạo sư. Và đối với lại vị đạo sư thì cái vị đạo sư cần là cái người mà gọi là nói chúng ta hãy đến đây, chứ không phải là nói chúng ta hãy đi đến đó. Bởi vì khi mà trong cái quá trình mà thực hành thì cho dù là trong Hinayana hay là Mahayana Đại Thừa, thì dù là con đường nào, đạo lộ nào đi chăng nữa, cũng có nhiều cái mức độ, cũng có nhiều cái cấp độ họ thực hành khác nhau. Và ngay cả trong Đại Thừa cũng có nhiều những cái giảng huấn và cũng có nhiều cấp độ khác nhau. Nhưng mà đa số những cái người phàm phu, đa số chúng ta vẫn hay muốn là mặc dù chúng ta vẫn còn là sơ cơ, nhưng chúng ta vẫn luôn muốn là chúng ta có được cái chỉ dẫn tối cao, những cái chỉ dẫn mà cao cấp. Và chúng ta luôn luôn là mong muốn là mặc dù chúng ta vẫn còn đang ở dưới thấp, nhưng mà chúng ta luôn muốn là phải dạy cho chúng ta những cái giáo pháp mà cao siêu hoặc là siêu việt, vân vân.
thì không thể nào mà chúng ta có thể làm được cái điều đó, bởi vì nó không có phù hợp với cái khả năng cũng như cái căn cơ của chúng ta. Tiếp theo là một cái người thì nên có những cái kỹ năng để gọi là hiểu biết cái gia đình chúng ta thuộc về cái gia tộc nào, và bởi vì khi mà chúng ta có thể biết được cái mức độ gọi là chứng ngộ tâm linh của các vị đệ tử này, thì khi mà chúng ta có cái khả năng hiểu được đệ tử thì những cái vị đó nên tuân thủ, nên theo, nương tựa vào cái vị thầy có đầy đủ những cái phẩm chất như vậy. Okay, so Acharya Shantideva also said, "What continually virtuous spiritual friend is a skill in the method to the great vehicle, and will not be abandoned in the supreme discipline of the Bodhisattva, even for the sake of staying alive." So it means that have two qualities: have a great knowledge on the Mahayana teachings, and even sake of their life, they losing life, they not giving up the Bodhisattva contact, Bodhicitta. Risk of their life, they not giving up the Bodhicitta. So those two are the main quality taught by Acharya Shantideva. Then Lord Adisha, this one is, I think, needs change a little bit. It was taught that one need to be adhered to Lama who has four qualities, these four qualities. Does not use skill to disparage the view of other. I think this is more like because of the great knowledge, and they disregard the view. You know, because of the we not knowingly, we disregard the view. Disregard, or you can say scorned. It means that not care about the view. So when you know the view, knowledge, you have great knowledge, and you know what is the right view. So you're not going to be like a disregard on the view. So it's because of the greater knowledge, not disregard the view, I think it's better. Because of the great discipline, not disregard the Vinaya. Second one, I think to change that way. So I think those two maybe need to change a little bit. This is my opinion. You know, I cannot say. You know, translator is wrong, but I think my understanding is because of the great knowledge, not disregard the view, because of the great discipline, not disregard the Vinaya. And third one is not seek for goal of this life, mean that this life's benefit, and thus seek the goal of enlightenment. So these four. So one about the view, one about the discipline, yeah, one about what to adopt, one about what to discard. Something like that, yeah. In Tibetan said, "Kebe tawa ke dumisuba, zumbi duting ke dumisuba." It means that because of your knowledge, you not disregard, yeah? Disregard. Yeah, not disregard the view. Not disregard. Understood. Yeah. So like disparage means basically to scorn and put down, and disregard means like to not really care about or not really think about. So would you want some better, disregard or disparage? Disparage is a little stronger. Yeah. Like disregard is a little. Okay, higher. Then say, because of this great wisdom, not as disparage the view. Yeah? It's about the view. It's about, yeah, not respecting, yeah, the view. Yeah. Yeah, và tiếp theo thì ngày Shantideva cũng đã dạy rằng là đối với cái người bạn tâm linh hoặc là cái người thiện trí thức này thì cần phải có những cái kỹ năng
cái phương tiện để những cái phương tiện ở trong cái phương tiện về đại thừa và sẽ không bao giờ từ bỏ những cái giới hoặc là những cái giới nguyện của Bậc Bồ Tát, ngay cả vì cái lợi ích của việc mà gọi là sống còn của mình. Và tổ Atisa cũng đã có nói rằng là cái người chúng ta được dạy rằng là chúng ta cần phải nương tựa vào cái vị đạo sư có là cái người mà có bốn phẩm chất. Thứ nhất là cái vị đạo sư đó là không có dùng cái kỹ năng của mình để mà gọi là chê bai hoặc là nói xấu những cái quan điểm của người khác hoặc là những quan kiến của người khác. Và cái điểm thứ hai là họ không có dùng những cái kỹ năng của mình để mà gọi là chê bai những người khác và đề cao cái giới luật của mình. Và cái thứ ba đó chính là không cái vị đạo sư đó, nghĩa là cái vị đạo sư thì cần phải dùng những cái kỹ năng của mình để có thể là không có bị có nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng vẫn phải tìm kiếm những cái mục đích, những cái mục tiêu trong cái đời sống này. Và luôn luôn cái mục tiêu mà cần tìm kiếm đó chính là cái mục tiêu đạt đến sự giác ngộ. Và cái luôn luôn là phải suy nghĩ và nghĩ đến cái mục đích là giác ngộ. Và ở đây thì đối với lại một các vị mà thầy thì thông thường cái tri thức của họ, cái kiến thức của họ thì họ cần mình thông qua những cái sự chứng ngộ thì họ sẽ có được những cái quan kiến, họ sẽ có những cái chánh kiến. Và chúng ta sẽ không thể nào mà gọi là phê phán hoặc là chúng ta sẽ không chê bai những cái quan điểm của những vị khác. Và khi đó thì chúng ta luôn luôn cố gắng để mong cầu và tìm cách để thực hành và giúp cho chúng ta có thể đạt được cái sự chứng ngộ. Okay, then Kambopa said, Shizu Kambopa, is taught that the qualified lama, this one is, I think, can put every Vajrayana Mahayana in any kind of. So qualified lama, there are three qualities. Great, I think this used as a great intelligence or great higher wisdom. Higher wisdom or intelligence is better than discriminated awareness. Discriminated awareness is a wisdom, but here is a more talking about the intelligent one. You know, discriminant awareness means that somebody knows what is right or what is wrong. But here need some more than that is a, have to have an intelligent to knowledgeable to, you know, that the Dharma. On. So this is not referring to the one of the five wisdoms? No. This is just basically talking, have intelligent, you know, well-learned. So high wisdom. In the Tibet, so I think this is better. Lead to way for others, because without the intelligent, having alone just discriminated wisdom alone is sometimes it's not easy to. Yeah. Okay. First one, so great compassion that cannot be tolerated to suffering of migrated beings and not attached for this life. Others is easy. Then also, Prashun Lama also said concerning this is, I think, not just only talking about the Kambopa. I think this is basically all the other lama who said this is come from the Tantra, this especially come from the Tantric teachings. Characteristic of the Lama, which is suitable object to toward, which is a direct one, is a supplication prayer. So to whom we supplicate, when we said our guru, my guru, yeah? We supplicate a guru. So what kind of guru should be supplicate? This is especially in the Vajrayana, I think important. Said, I bow to the lotus feet of the Lama, the holder of the Vajra. So this is it. Holder of the Vajra. So who is the holder of the Vajra? Yes. Holder of the Vajra means that have a realization of the suchness, realization of the one-tastedness. You know, that Vajra is emptiness.
So somebody who have a direct realization of the one test or dharmakaya, that is the holder of the vajra. Not talking about the physically vajra holder. You know, physically vajra you can buy from the market. You then need to be great realization. These days, vajra head, those are whatever you want, you can buy. You cannot represent it from that. So here is a holder of the vajra. Is a, I think because one time in 1995, one time I was in the Bodhanath in the Nepal. There are a bunch of Westerners. Everyone is carrying big, like a, you know, crystal vajra, each person wearing some kind of ngangpa rope, and each one is carrying the crystal vajra in hand, and they walk around. So they thought they are vajra holder. So I thought this, I don't know what is their main reason, is that that's my conception. So this is not talking about that you just have a really beautiful crystal vajra to hold, you know. This is talking about the vajra holder mean they have a realization of the suchness or dharmakaya. That's what's the vajra holder. And jewel-like body, that is I have jewel-like bodies. Through those kindness, great bliss. So whose kindness, great bliss mean that you have a great bliss of realization. Union of the emptiness and the compassion, wisdom. You know, when you have an inseparable of the bliss and emptiness, it's called a great bliss, which is this bliss is a unexhaustible. Other bliss from the materially or mundane bliss is a only short time. Yeah, this is a everless great bliss. So from whom you receive that directly nature of your mind realization, that is the your object to the praying. You may have many gurus, but who is the principal guru? Is a who from whom you receive the direct realization of your nature of mind. That is talking about here. That is the guru vajatara for you. Root guru. Make sense? In the Vajrayana, you're talking about the root guru. So like, for example, Marba had many gurus, you know, including to the Mitiba, Shawari, Luhiba, I think. There are many of them he received teachings, but he always said, principle is a Naropa. Why? Because from Naropa, he received that nature of mind, realization of nature of mind. Actually, from Mitipa, he received the Mahamudra, one test. But still, he always said Naropa was the principal guru because he received the direct realization of that, you know, great bliss itself, dawn as this very instant. So that way, that one is the object to the pay homage or to whom you supplicated to the guru. Because this, I heard this, lots of people saying, person who give you the your refuge vow, that is your root guru. That's a little bit different context. Refuge vow is belong to the Vinaya. Vinaya language, Vinaya system, they never call root guru. There's no such things called the root guru. Root guru is from the Vajrayana. So Vajrayana, as to receive the empowerment. When you receive the empowerment, you have some degree of realization. That is it. So Holiness always said, empowerment, especially the fourth empowerment of the Mahamudra. That one from whom you have that realization, that is your root guru. So that one give you great bliss. It's the realization of the Mahamudra. Và tiếp theo là khi mà chúng ta nói về cái điểm là đối với lại vị đạo sư thì ở đây thì ngài Atisha cũng đã có dạy rằng là sau khi mà ngài Atisha đã chỉ dẫn là bốn cái phẩm chất của vị đạo sư mà chúng ta cần nương tựa, thì tiếp theo là ngài Gamgopa cũng có nói là đối với lại một cái vị đạo sư mà có đầy đủ những cái phẩm chất
thì cũng cần có ba cái đặc điểm, ba cái đặc tính là họ phải có được cái sự nhận thức để có thể dẫn đường, chỉ dẫn được cho những người khác, và phải có cái lòng đại bi mà không có thể chịu đựng được những cái sự khổ đau của mọi chúng sinh, mà sẽ giúp cho họ không có bị những cái bám chấp ở trong cái đời này. Và khi mà chúng ta nói về ba cái điểm này, thì đối với lại một vị đạo sư của Đại Thừa thì luôn luôn là họ sẽ có được cố gắng để có thể thấu hiểu và có thể có được cái sự kiến ngộ về tánh không. Và đối với lại những cái vị đạo sư cũng được nói rằng là những cái phẩm hạnh của vị đạo sư thì luôn luôn là một cái đối tượng để cho mọi người có thể khấn nguyện, hoặc là mọi người có thể khẩn cầu là chúng ta sẽ gọi là chúng ta kính lễ ở dưới gót chân sen của vị đạo sư, là một cái người trì giữ kim cang. Trì giữ kim cang ở đây đó chính là trì giữ tánh không hoặc là chân như, chứ không phải là trì giữ kim cang là trì giữ một cái gì đó là một thực thể, mà đó chính là cái tánh không, đó là cái tánh chân như, và đó chính là giáo pháp hiện thân của pháp thân. Và khi mà các vị đã có được một cái sự chứng ngộ thì giống như là cái thân quý báu, cái thân châu báu, và qua đó thì những cái vị đạo sư này giúp chúng ta có thể có được cái sự hỷ lạc, có cái sự an lạc, và đó chính là cái đối tượng thiết yếu để cho chúng ta có thể kính lễ, cho chúng ta có thể nương tựa. Bởi vì khi mà họ đã có được chứng ngộ, họ chứng được những cái giai đoạn có được cái sự hỷ lạc tối thắng, thì chúng ta cần biết là chúng ta có thể nhận diện, chúng ta có thể chứng ngộ được từ cái sự hướng dẫn của cái vị thầy nào. Đó chính là cái đối tượng của cái việc khấn nguyện của chúng ta. Và đối với lại cái vị thầy cũng giống như là ngày Machapa thì ngày cũng có được những cái thẳng nhận về đại thủ ấn, và khi mà đó cũng là một cái đối tượng để cho chúng ta có thể kính lễ. Và thông thường thì mọi người nghĩ rằng là cái việc mà đơn giản là quy y là chúng ta xem cái vị đó là vị thầy, nhưng mà cái đó thì nó đi về trong giới, thì nếu như mà gọi là cái vị thầy tâm linh hoặc là cái vị đạo sư gọi là guru á, thì cũng không hẳn. Bởi vì cái vị thầy mà truyền giới cho chúng ta, truyền giới quy y, thì chúng ta không gọi là vị đạo sư gốc. Mà ở trong Kim Cương Thừa, cái vị mà gọi mà chúng ta gọi là đạo sư gốc là cái vị mà ban quán đảnh, không chỉ là ban quán đảnh cho chúng ta, mà cái vị đó chỉ dẫn cho chúng ta, cái vị đó có được cái sự chứng ngộ và chỉ dẫn cho chúng ta có được cái sự an lạc, có được cái sự đại lạc. Thì khi mà chúng ta có được cái sự đại lạc của việc chứng ngộ, thì thông qua cái sự hướng dẫn của một vị thầy nào đó, thì đó chính là cái đối tượng, hoặc là đó là cái người mà chúng ta gọi là cái bậc đạo sư gốc. Okay, now the intention to have which receiving Dharma instruction from Lama. So what kind of intention we need when we receive the teachings? You know, that's important. So there said there are three topics concerning the intention to have when we receive the Dharma instruction from Lama. So there's a three different one. First said, being possessed of the bodhicitta intentions. It means that you need to intention to receive the Buddha teaching as a want to be become a Buddhahood for the benefit of my great essential beings. That reason you receive teachings, not for other reasons. Bodhicitta means two aspects of the mind. When preparing for the teachings, one contemplate, I have abandoning the intention of this life, and the intention of a secular existence, and the intention of the lesser vehicle. And now I'm listening in the Dharma of order to attain the Buddhahood.
to benefit of a sentient being from the secular existence. So this one, the last part is the bodhicitta. So if you have an intention of this life, intention of secular existence or lesser vehicle, that means that you are contradictory with the bodhicitta. You know, this life means that just short-term benefit. You even not seek into the nirvana. And secular existence means the only worldly pleasure. You know, lots of time we're focusing actually too much on the worldly pleasure. That reason those deity, which is related to the worldly pleasure, are really popular. You know, like Zabala. One of the most famous deity is the Zabala, because become wealthy, yeah? Yes. Then second one is a medicine Buddha. Yes. Yeah, people love them because they just want to be focused on that. I mean, health and wealth is necessary to become a Buddha, okay? It's a need, but it's not the main goal. Your intention is not that one. You need that support. Those don't take us wrong. Make sense? So most of us that come into Dharma, at the beginning, when we start receiving teachings, we don't even know what bodhicitta is. And as we grow into the Dharma, many of us are confused about bodhicitta. They constantly go, I have bodhicitta, I have bodhicitta. Yeah. Like it's material possession. Yeah. So does this misunderstanding it's okay, first impact step. Our effort? So for I'll use me as an example. Yeah. When I am not feeling my best and my meditation stability is not there, I'm, you know, concept of all mother sentient beings is just way out there. I'm just focusing on getting the mind stable first. Yeah, of course. Does that mean that but you have to think intention is that I need to stable my mind so that way I can help them. You need that intention. Okay. Bag of the your intention, yes. Good. You need a bag of the intention. Of course, if you cannot take care for yourself first, how are you going to take care of other sentient beings? So So that way, it's okay. Nothing wrong with that. But you cannot give up to intention of want to help other sentient beings. Okay. Yeah. Và tiếp theo thì đó chính là cái ý định để có thể mong muốn thọ nhận cái giáo pháp và cái sự chỉ dẫn từ vị đạo sư là bởi vì khi mà chúng ta có cái ý định thọ nhận được những cái giáo pháp từ vị đạo sư đó thì không chỉ là ở trong cái đời này mà chúng ta cần phải phát khởi được cái mục đích, cái mong muốn là phát khởi được cái tâm bồ đề để chúng ta chuẩn bị và cái việc mà trầm tư cũng như là cái việc mà thực hành suy nghĩ thì nếu như mà chúng ta chỉ nghĩ rằng là chúng ta nghĩ cái đời sống này hoặc là chúng ta chỉ nghĩ đến cái việc là thọ nhận những cái giáo pháp chỉ cho cái đời này và chúng ta nghĩ đến cái việc gọi là luôn luôn là những cái vòng hồi lẫn quẩn, cái vòng tái sinh thì hoặc là chúng ta chỉ nghĩ đến những cái ý nghĩ của những cái thừa mà hoặc là cái phạm vi nhỏ thì khi mà chúng ta lắng nghe giáo pháp thì chúng ta phải cố gắng, chúng ta không nên làm suy nghĩ theo cái hướng đó mà chúng ta phải cố gắng để làm sao chúng ta đạt được cái quả vị Phật, quả vị giác ngộ và từ đó chúng ta có thể giúp đỡ đưa tất cả mọi chúng sinh thoát khỏi cái vòng lẫn quẩn trong luân hồi, cái vòng tái sinh bởi vì khi mà chúng ta là một cái người mà gọi là đã phát nguyện phát khởi được với cái tâm bồ đề thì chúng ta phải luôn luôn có hai cái khía cạnh của tâm bồ đề hạnh và tâm bồ đề tâm hạnh, bồ đề tâm nguyện thì khi mà chúng ta có được những cái mong cầu như vậy thì chúng ta cần phải hiểu là cái việc nếu như mà chúng ta chỉ suy nghĩ là làm sao để chỉ có những cái thông tin hoặc chỉ dẫn ở trong cái đời này, chỉ tu tập trong đời này
thì cái điều đó nó chỉ là cái thời gian ngắn, cái sự tạm thời, cái lợi lạc tạm thời mà thôi. Mà cái điều chúng ta cần quan tâm đó chính là cái hạnh phúc viên mãn, cái hạnh phúc miên viễn. Do đó là chúng ta thường thấy là ở trong đời sống chúng ta đôi khi chúng ta chỉ nghĩ đến là làm sao để chúng ta có thể có được những cái ích lợi ở trong đời này, rồi làm sao để chúng ta có được cái sự an vui, có được cái sự thoải mái. Lúc nào chúng ta cũng nghĩ đến những cái vị mà gọi là nổi tiếng hoặc là thông thường phổ biến với chúng ta, ví dụ như ngày Sambala để chúng ta cầu về tài lộc, để chúng ta cầu về cái sự giàu sang phú quý, hoặc là chúng ta nghĩ đến ngày dược sư để chúng ta có được cái sức khỏe. Nhưng mà chúng ta chỉ nghĩ ở gói gọn ở trong những cái điều như vậy là những cái điều thế tục, và nó chỉ là một cái hạnh phúc mà tạm thời, một cái hạnh phúc ngắn hạn ở trong cái đời này, trong kiếp này mà thôi. Mà chúng ta cần phải suy nghĩ về cái việc là về những cái đời sau, cũng như là chúng ta phải có được cái sự giải thoát để chúng ta mới có thể giúp đỡ được cho tất cả những cái chúng sinh khác. Second one has okay. Second one have a five cognitions. So from the sutra of the planting of the noble stocks, Kyu Penjung said to the Norsang. Kyu Penjung is the teacher to the Buddhasadhu Norsang. Son of the Mahayana family, you should regard yourself as a patient, the spiritual friend as a doctor, and the instructor as a medicine, and your conscientiously patiently the teaching as a healing, and should be regarded one's companion who are the pure contact as a nurse. So this is a it means that like someone is a companion that is have a same conduct, same view, you know. So those this way. Then finally, one abandoning the three faults of the pot, using the three aspects of the discriminating native awareness. When using the discriminating awareness, hearing, that's wisdom from the hearing. When abandoning the faults of like the pot turned upside down, and one pay attention to the teaching without the distraction. When using discriminating awareness of the contemplating, when abandoning the faults of like the pot which leak bottom, and not maintaining as a teaching in the mind without the forgetting them. And when using the discriminating awareness of a meditation, one abandoning the fault that is like pot containing poison and so forth, teaching at the antidote of the affliction. So this is mean that there is compared to the three to wisdoms, wisdom from the hearing, wisdom from the contemplate, and wisdom from the meditations. So when you are hearing, you have to abandon the faults of your mind like a pot upside down. Because when you are at the teachings, you're thinking something else, you're talking to someone, you're playing something else, including the reciting the mantra. You know, all those are becoming like same as a upside down. Because you not pay attention on the teachings, you think you are meditating. That's also not really not really respectful. Lots of people try to do their daily practice at the teaching. Make sense? That's not good. It's the same as a pot is upside down. When you receive a teaching, you should pay attention 100%. If you want to receive teaching, if you don't want, then from the beginning to not come. You know, it's better. So that is so that way it's including to the reciting the recitation mantra or chanting prayer is becoming the same false. And when you receive hearing, then contemplate. You have to contemplate if you remember. If you don't remember, how you will contemplate? So second false of the pot with a hole in the bottom, you no matter how much you put it, go soon. So make sure that not have a hole of a forgetfulness. Then third one is even you're not forgetting, don't turn them to poison. Make sense?
the teaching not turn to the poison with the negative emotion. Because wisdom, if you're not careful, can be become a poison. Intelligent. You know? As I've said this many times, all the evil ones, they have a great wisdom. But the lack of the compassion, it become a poison. What would be an example? So example is it scientists who make the nuclear weapon. They have a great wisdom, but end up they make a weapon that can kill so many peoples. What about an example of the Dharma becoming poison? So not just only the Dharma become a poison, it's you using Dharma as a your own personal benefit. You know, then it's become poison. Like whatever increasing your afflicted emotion from the Dharma, your especially Dharma practitioner have a become a poisonous mind is a those two emotions, pride and jealousy. Those two are really easy to come for the Dharma practitioners, and they're really difficult to recognize them. And they are the worst, especially pride is the worst enemy of the Dharma practice, actually. Worse than actually attachment or aversion as the pride. So then when you learn something, then you become so arrogant. Make sense? Oh, I'm great. I have great knowledge. I'm great. I'm learned, well-known one. Then you poison yourself with that. You know? So actually, truly well-learned one, they don't have that ego. Really great knowledgeable one is becoming more humble. So, so those that's how have to be. When at the receiving teaching, we have to should abandon them. Make sense? Và tiếp theo nữa thì khi mà nói về cái việc mà chúng ta thọ nhận giáo pháp thì ở trong cái năm cái bản kinh về năm điều nhận thức thì ở trong cái bản kinh về việc gieo trồng những cái cây cao quý thì ngài Khipan Chung cũng có nói với đệ tử của mình là ngài Nosan là hỡi người con trai của dòng tộc ở trong cái gia đình đại thừa thì con hãy xem con như là người bệnh nhân và đối với lại những cái người mà thiện tri thức, những cái đạo hữu hoặc là những cái vị thầy giống như là những cái người bác sĩ, là những người mà chỉ dẫn, hướng dẫn và cho con thuốc để con có thể thực hành cái giáo pháp đó, hoặc là để con có được những cái thuốc đó và con có thể chữa lành cho chính mình. Thì cái việc mà gọi là thực hành và để có thể tự chữa lành thì cũng cần phải có cái sự chỉ dẫn của bậc đạo sư, cũng cần có cái sự chỉ dẫn giống như là của một vị thầy thuốc. Và khi mà một người nào đó dựa vào, nương tựa vào cái người đồng hành hoặc là nương tựa vào vị đạo sư, vị thầy của mình thì hoặc là nương tựa vào tăng bảo, thì ở đây hãy xem họ giống như là những cái người y sĩ, những cái người y tá để có thể giúp đỡ cho cái người bệnh nhân đó. Và cái việc mà chúng ta thực hành giáo pháp giống như là phương pháp, phương thức để chữa bệnh cho chúng ta. Khi mà chúng ta từ bỏ, chúng ta phải từ bỏ những cái lỗi lầm, ba cái lỗi lầm của những cái bình, của những cái bình chứa, có nghĩa là chúng ta nói về ba cái khía cạnh của nhận thức, thì ở đây ba cái khía cạnh của nhận thức hay là ba khía cạnh của trí tuệ thì đó chính là cái khía cạnh về văn, tư và tu, có nghĩa là cái khía cạnh của cái việc lắng nghe. Ví dụ như chúng ta thường được ví là cái tâm thức của chúng ta giống như là cái bình chứa. Và nếu như mà cái bình chứa lật úp á, thì chúng ta không có thể nào mà nhận được thêm những cái kiến thức hoặc là những cái tri thức, hoặc là chúng ta không thể nhận thêm được cái gì cả. Và
giống như là cái việc mà khi mà chúng ta nói là chúng ta đang nghe pháp, nhưng mà mặc dù chúng ta nghe pháp mà chúng ta lại vừa nghe pháp rồi chúng ta lại vừa trì chú, rồi chúng ta vừa tụng kinh hoặc vừa đọc kinh, thì không thể nào làm được cái điều đó, bởi vì chúng ta không có được cái sự tập trung, không có được cái sự chú ý. Bởi vì nếu như mà chúng ta nói là tới cái giờ đó là cái giờ mà tôi phải thực hành pháp hàng ngày của tôi, nên là tôi phải trì chú vân vân, thì cái điều đó cũng không nên. Bởi vì nếu như mà chúng ta muốn thực hành trì chú thì chúng ta có thể lựa chọn sắp xếp cái thời gian. Với cái giờ mà chúng ta đang nghe pháp mà chúng ta lại vừa nghe pháp vừa trì chú thì nó sẽ làm cho chúng ta bị phân tâm và chúng ta không có được cái sự tập trung. Như vậy thì thà ngay từ đầu chúng ta không có tham gia cái việc nghe pháp, bởi vì cái việc mà chúng ta làm nó không mang lại ích lợi gì chúng ta cho chúng ta thông qua cái việc là gọi là vừa nghe pháp mà vừa trì chú. Và cái điểm kế tiếp là cái vấn đề gọi là tư duy hoặc là suy nghĩ, có nghĩa là chúng ta cần phải tư duy để chúng ta nhớ được những cái gì mà chúng ta được thọ nhận, chúng ta được chỉ dẫn. Bởi vì nếu như mà chúng ta không có nhớ được gì cả thì cũng giống như một cái bình chứa mà nó có cái lỗ thủng, cho nên nó bị gọi là bình rò rỉ. Có nghĩa là khi mà cái bình nó có cái lỗ thủng thì nước nó thông qua cái lỗ đó mà nó bị chảy ra ngoài và chúng ta cũng không giữ được nước. Thì tương tự như vậy, nếu như mà chúng ta không có nhớ được những cái lời chỉ dẫn hoặc những cái lời giảng huấn thì chúng ta cũng không thể nào mà tư duy, hoặc là chúng ta không thể nào mà suy tư về những cái lời giảng huấn đó để nhận diện đâu là đúng sai, hay là để chúng ta biết hiểu rõ và để chúng ta thực hành. Và có hai cái điều là cái điểm thứ ba nữa là khi mà thực hành, nghĩa là chúng ta không có được làm cho cái bình hoặc là cái tâm thức của chúng ta, cái bình chứa của chúng ta trở thành một cái bình mà chứa gọi là cái bình mà đầy những cái chất độc. Bởi vì nếu như mà chúng ta không có cẩn thận thì cái bình chứa của chúng ta nó chỉ toàn là chất độc và chúng ta không có thể sử dụng được cái bình đó. Bởi vì những cái cảm xúc của chúng ta, những cái cảm xúc nhiễm ô đó chính là những cái chất độc. Thì những cái cảm xúc nhiễm ô đó chính là cái sự kiêu mạn và cái sự ganh tị. Bởi vì cái sự kiêu mạn đó chính là cái kẻ thù lớn nhất cho chúng ta. Cái kẻ thù tệ hại cho cái việc thực hành giáo pháp của chúng ta. Mà khi mà chúng ta học một cái gì đó thì chúng ta lúc nào chúng ta cũng cho rằng là chúng ta hiểu rõ, và chúng ta luôn luôn tự mãn về những cái điều đó, thì như vậy chúng ta sẽ không có đạt được những cái thành tựu. Và khi mà chúng ta có thể sử dụng được những cái khía cạnh, ba cái khía cạnh của trí tuệ này, là thì nó sẽ giúp cho chúng ta có thể từ bỏ được những cái lỗi lầm của những cái bình chứa này, giống như là những cái bình chứa bị rò rỉ, và chúng ta có thể giữ lại được những cái giáo lý ở trong cái tâm thức của chúng ta mà không quên đi những cái giáo lý đó. Hoặc là khi mà chúng ta có thể tận dụng thông qua cái việc mà thiền định để chúng ta từ bỏ những cái lỗi lầm của cái bình chứa mà toàn là chất độc, thì như vậy thì những cái giáo pháp nó mới trở thành những cái pháp đối trị với những cái nhiễm ô, với những cái cảm xúc tiêu cực. Use a terrace. I don't know which one is better, because the last time I used the terrace one. Of translation. Yeah. I like this one. Other one? Yeah, it's a simple. Yeah. No, I like simple language. Yeah, I know. Me too. Translations are a little too much. Too much flowery. Yeah. You lose the content. Okay, so we stop here. Thank you so much. Chan chu sem joy rem boy che man che ban ai che joy che che bai nyam bai mem bai ya con em
Thank you so much. Okay, thank you, Miss Ngoc. Thank you, Mr. Chair Himula. Yes, have a good day. Yeah. See you Tuesday.